rồi, chào mừng mọi người đã quay lại. Quay đâu rồi? Quay, có mấy đâu rồi? Hả? Lại cái đêm rồi, cái này đó. Tôi lấy ra cái đêm, cái này đó nha. Gia đình. Quay đâu rồi? Có mấy? Cái bánh kem này là của chị Mai Hoàng nhà tài trợ nha. Bình Tài giờ đi xuống dưới này coi mồi nha, đám nào thì cũng nhiều mồi đi thôi nha, không có gì đặc biệt thôi, thì có gì đâu, từ từ cái gì đâu, với chơi chơi mà. Ê bà lại đây. Thì miền Tây tiệc tùng vậy thôi. Có mấy cô mấy xóm lại đây bàn thờ bà hai bà của mình. Giờ còn chờ mấy ông đệ tử nhà tôi nữa. Đó, một lát nữa mình đổi đệ tử mình quay tiếp các bạn nha. Ê cậu chó tôi, cảm ơn quý vị, quý khách đã đến đây nha. 3, 2, 1, vô. Hey, bữa nay khách của Hiển gồm có là anh Sơn nè, đây là anh Sơn nha, đây là bà Quý, đây là cậu của mình, đây là Hoàng Anh, đây là Khánh, đây là Phương với anh Ba, đây là Bình, đây là Lợi nha, là ở cái tàu, giới thiệu từng nha. Ở đây là anh Thứ ha, đây bác sĩ Tú nhìn hoài trắng lắm. Ở đây là bác Tài nha, đây là anh Hậu, những người là cách nghĩa của mình nha. Hôm nay thì cái con mình thì hôm nay là chỉ những cái bên dòng ruột nha, gần gũi thì mới mời, còn ở xa thì không ngại mời. Hai cháu yêu mà cháu thì em nhất nè, nó xây mộ cho ba. Hôm nay thì thôi nói con mình nha, con mời mấy ông lính nhà mình tới ha, vô luôn. Cũng có cậu mình á, cậu mình là chim bên xoài Hòa Lộc á, thành ra giao lưu kỹ thuật cho mấy anh em hỏi thêm cho nó vui vẻ khán giả. Thì hôm nay thì cái buổi sinh nhật con của mình thôi nói con mình tới đây là ấy rồi, đầu những tiếp khách nha, sáng giờ hiện uống quá trời nè. Đây. Nè. Trên đây là cái nhà hiển ngâm rượu nha, hiển ghi nè, tiền biệp 24/2/19 nha, nó được lấy thổ và nó được ở trên lấy dương rồi, thật ra nó đã chín cái con này rồi thì cho anh em uống nha, rất là thơm nha. Thôi mà không biết rồi, hiển kết thúc clip đây các bạn nha.